Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc. Kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì mình đang ở chỗ thị xã Cây Lậy. Cái này là của tỉnh Tiền Giang nha. Nó còn hướng trước mặt mình đó là chợ Cây Lậy. Cái này là chợ mới nha. Còn chợ cũ thì nó nằm ngay chỗ cầu Cây Lậy, thì bữa nay nó làm thành công viên rồi. Thì bây giờ mình sẽ chạy một vòng ngay chỗ chợ mới này rồi mình vòng qua ngoài chợ cũ cho bạn coi nha. Rồi mình quẹo lại cái chỗ cầu Cây Lậy cũ. Nói cái chợ ở đây thì nó xây lại rất là hoành tráng luôn. Nói cái phía này mình đi thì người ta bán trái cây rất là nhiều nha. Nè, mận An Phước, rồi hanh long, rồi xoài đâu. Có hanh long mà dởm dởm thì 10.000, còn nếu mà loại đẹp thì khoảng 20. Còn mận An Phước thì mình thấy có loại có chỗ 13, 15, 20 đều có đủ hết. Cam thì khá là rẻ nha. Quýt thì được mười mấy ngàn hoặc là 20.000 hơn. Ở đây thì bán trái cây với bán bông không mà. Nó đi mấy cái chỗ này thì thường thường mình thấy ngày cúng thì người ta mới mua nhiều. Chứ còn ngày thường thì đi thì phải lại ngay chỗ bán rau cải hoặc là bán thịt cá đâu đó. Thì bên đó thì người ta bán mới đông đi. Nó thường thường bạn thấy nó bán người ta có để giá hay rồi nha. Chỗ nào có để giá thì người ta bán được hơn. Nhưng mà giá phải rẻ nữa kìa. Lúc rồi người ta mua người ta cũng ưu tiên cái nào rẻ rẻ chút xíu. Qua đây bắt đầu qua khu vực bán rau cải rồi nha. Rau cải thì nó sẽ đông hơn. Nó lúc rồi mình thấy đồ hàng dòng thì bán cũng rẻ nữa. Chứ hồi lúc trước thì khá là mắc. Mấy bạn vô chợ mấy bạn mua vậy nè, nhiều khi giá nó sẽ hơi nhỉnh tí nha. Còn bạn nào muốn rẻ đó thì đi lại chỗ những cái chợ mà gần khu công nghiệp á. Còn không người ta đổ người ta bán ở ngoài lộ đó thì giá nó sẽ rẻ hơn. Tại vì vô chợ thì nó phải tốn đủ thứ phí hết trơn à, nên giá nó sẽ đội lên. Nó mà thấy là qua khúc này thì sẽ đông dần nha. Còn hồi nãy chỗ bán trái cây thì được có mấy người thôi. Nó bây giờ thì gần như là đi chợ thì người ta sẽ mua thực phẩm không à. Cái đó là gần như là ưu tiên hàng đầu luôn rồi. Tại vì trái cây thì nhiều khi cả tháng trời không ăn cũng không sao nữa. Nó còn cơm nước mà bỏ một cử thôi là thấy chóng mặt tới rồi đó. Cái lúc này thì đi ra chợ thì gặp vé số rất là nhiều nha. Bây giờ mình đi là khoảng 7 giờ, hơn 7 giờ chút xíu. Ở ngoài chợ khá là đông. Cái này là ngày thường nha. Nếu mà bạn đi thứ bảy chủ nhật thì nó sẽ đông nữa. Nó dưới cái chợ này cũng rộng nữa nên mình chạy nó thoải mái. Chứ nhiều cái chợ nhỏ mà bạn đi giờ này là nhiều khi chen vô không được. Này đi qua cửa Bắc rồi. Nó vòng vòng khu vực chợ thì mình thấy nhà cửa cũng nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà tính ra thì ở đây thì nhà cửa thì cái dạng cũng mới cất không à. Giống như là mới quy hoạch nha. Nó không bằng khu vực chợ cũ. Nó coi bản đồ mình thấy khu vực chợ cũ thì nó giống trung tâm hơn. Còn ở đây nó gần gần như là ngoại ô rồi. Cái này mình chỉ chạy được phía ngoài thôi nha. Còn nếu mấy bạn muốn vô nhà lòng chợ đi, mấy bạn phải đậu xe hoặc là gửi xe mấy bạn mới đi vô được. Mà ở phía trong thì mình thấy bán tạp hóa, bán quần áo đâu không à. Thực phẩm thì gần như là đa phần người ta chạy ra ngoài phía này hết trơn à. Rồi đây có heo khoai nữa nè. Tết thì hay gặp lạc xưởng lắm. Lạc xưởng, củ kiệu. Hoặc là cái loại cải xanh để mua về làm dưa cải đó. Mình nhớ hồi đó mỗi lần mà gần Tết tới như vậy nè. Là mua củ kiệu với mua dưa cải đó về để nhận. Nhưng mà lúc rồi thì ba cái đó thì nó có bán sẵn vô bịch hết trơn rồi. Giờ mua chỉ cần mua một hũ hoặc là mua một bịch về rồi ăn đi. Chứ hồi đó mình nhớ nhận ba cái cải xanh đó là nhận vô cái hộp.
mà nhiều khi nhận trước quớt ăn nó cũng đắng ghét à. Khá là nồng, nhận chưa tới á, còn nhận hút thì nó sẽ chua lét. Bây giờ thì gần như cái nào cũng có bán sẵn hết trơn à, không cần nhất thiết là phải làm. Cũng như hồi đó là hay nấu bánh tét đồ, bánh ít đồ. Giờ cứ ra chợ mua là có rồi. Còn không thì dặn người ta, người ta làm thì chất lượng hơn mình, tại vì người ta làm quen tay rồi đó. Còn mình thì lâu lâu mới làm mà nhiều khi nó bị sọc dưa không chừng. Ở này qua khu vực chợ nhà cá nha. Cái khu vực chợ nhà cá bữa nay mình thấy nó cũng làm như là có một số hộ người ta nghỉ hay sao. Nhìn nó cũng thoáng bớt rồi, nó không có đông như lúc trước. Lúc trước là gần như là đủ mặt hết luôn á. Ở vô đây nó hơi tối nha. Như mình thấy lúc rày mà đi vô chợ đó thì nó cũng giảm bớt rồi, người ta chạy ra phía ngoài người ta bán không à. Chứ nhiều khi ở bán ở trong chợ nó bán không được, mà tiền thuê mặt bằng thì nó lại lên, nó đủ loại chi phí hết. Phải chi bán đắt như hồi đó đó thì nhiều khi tiểu thương người ta còn gồng gánh được. Còn bây giờ bán không ra mà chi phí nào cũng lên hết, nên có một số thì người ta sang sạp cũng khó. Nhưng mà không phải ai sang thì cũng được nha. Tại vì nhiều khi sang nhưng mà không có người chịu sang thì sao mình sang sạp được. Nó qua bên trái cây thì nó sẽ nhắn lại rồi. Phía bên trái mình thấy có ăn uống luôn đó. Rồi có mấy cái đường chạy xe vô đường nè. Mà vô đó mình thấy hơi tối một tí nha. Này phải đợi nắng lên chút xíu nữa cả mình quay hình nó mới sáng được. Chứ buổi sáng này thì trời ui ui gì à. Nên nhiều lúc mà mình quay hình nó sẽ hơi bị tối một tí. Nó bông hoa rồi đủ kiểu thôi, bạn thấy là đâu có mấy người đi mua đâu. Bên rau cải thịt cá rồi nãy quá trời luôn. Ừ, chỗ này giữ xe mà thấy cũng có mấy chiếc à. Đa phần thì xe chạy vô chợ không à. Chứ bây giờ mà đi chợ mà gửi xe tốn cũng 2-3 ngàn rồi. Nhiều khi người ta cũng ngán lắm. 2-3 ngàn đó thì mua cũng được ít hành với ít ớt rồi. À, lúc trước thì chợ buôn bán đắt á. Nhiều khi mấy bạn mua rau cải rồi mấy bạn xin thêm hành ớt á, cái người ta cho đó. Còn bây giờ thì bán hơi chậm nên nhiều khi mấy cái đó phải mua nữa. Có khi mua số lượng nhiều thì người ta sẽ cho thêm một ít. Còn nếu mà mua ít, mua chừng lọn rau muống mà xin thêm hành ớt thì mình thấy cũng hy hữu lắm. Có chỗ cho chỗ không. Mà nếu mà cho thì cái dạng cũng cho có lệ à. Về cũng không thấm đâu, phải mua thêm nữa. Đó, bây giờ mình sẽ chạy qua cái hướng bên chợ cũ nha. À, dưới hôm hổm có một bạn nhờ mình quay nhà số 1 ở đường Đoàn Thị Nghiệp nữa. Ngồi sẵn đường mình sẽ quay cái nhà đó cho bạn đó luôn. Bạn này hình như cũng đề nghị cũng lâu lắm rồi. Nhưng mà mình không có thuận đường để đi lên đây. Ở đây đường 3 tháng 2 nha. Mấy bạn đi ra mấy cái trục lộ chính thì bạn thấy nhà cửa rất là đông luôn. Chứ còn mà chạy lại trục phụ thì cũng vắng lắm. Như lúc rày quán xá mình thấy người ta mở cửa cũng trễ nữa. Nhiều khi 8-9 giờ người ta mới mở. Buổi sáng thì gặp mấy cái quán cà phê với mấy quán ăn sáng đó. Mấy cái quán này người ta mở sớm. Như thường thường thì bán được buổi sáng lắm. Đây mình sẽ quẹo trái nha. Mình chạy cái hướng ra ngoài quốc lộ 1A. Nó còn nếu mấy bạn quẹo phải đó thì đi cái hướng đó là đi cái hướng cặp bờ sông Ba Rài đó. Là đi về chợ Kinh 12 đâu. Lên khu vực trên đó thì mình thấy mấy cái nhà máy xe lúa đồ nhiều lắm. Nó còn trục này xe rất là đông nha. Chứ mình thấy mấy cây xanh ở đây người ta có làm cái hàng rào, người ta có trồng mấy cây nhỏ nhỏ ở dưới nữa nè. Nhưng mà lâu lâu mình thấy ở trong đó người ta dục rác cũng nhiều nữa. Cái trục lộ này mình thấy gần như là sơm tụ nhất đây. Trục này với thêm cái trục lộ ngay chỗ quốc lộ 1A nữa. Nó đi giờ này thì quán cũng lác đác rồi nha. Các bạn phải đi trễ một chút nữa kìa. Giờ này ăn sáng
Đi ngang mà mấy bạn thấy quán nào đông đông á là người ta xả khăn giấy là trắng giả luôn á. Cái này là miếu Tứ Kiệt nha. Nhưng mà thấy cái miếu rất là đẹp luôn nè, có cái cây xanh đây nè. Ở đây để bạn cấm buôn bán mà sát bên là ta bán nè. Đây là vé số. Vé số thì bây giờ đi đâu cũng gặp hết. Các bạn đi lại mấy cái quán mà đắt khách á là nhiều khi là 3-4 người người ta lại người ta mời mình là bình thường. Thường thường thì bán vé số mình thấy đi bộ là nhiều. Có một số là đi xe đạp, thậm chí là đi Honda cũng có nữa. Nó trời bây giờ thì mới có nắng nhẹ rồi nha. Khúc này mình chạy thì nó bị mây che rồi. Nói giờ này thì xe cộ rất là đông luôn. Giờ này người ta đi làm. Nó bà thấy mấy góc đường đó, nó có mấy cái quán đó. Rồi còn phía bên phải mình là Lăng Tứ Kiệt nha. Phía trước trang trí khá là đẹp đó nè. Nay là người ta trang trí để đón xuân rồi. Nó còn hướng trước mặt mình đó là siêu thị Cấp Mắt. Siêu thị giờ này cũng chưa mở cửa nữa. Thường thường mình nhớ như là 8:30 9 giờ gì nó mới mở. Đó giờ thì mới có quán cà phê thì mới có khách thôi. À, còn sát bên là thư viện nha. Bên phải mình đó là quỹ ban. Nó cái đường Đoàn Thị Nghiệp thì nằm hướng trước mặt mình á. Nó số 1 là ngay đầu đường luôn. Mình thấy những cái nhà đó chưa có mở cửa. Nó cái nhà kế bên ngay chỗ cái bác sửa đồng hồ á nha. Nó hai căn hai bên mà thấy đóng cửa mất tiêu rồi. Cái góc đường này em hở mình nhớ như là buổi chiều hình như là có bán cơm tấm hay vậy đó. Bữa hổm mình như mình có ghé để mình ăn một lần. Mà cũng lâu rồi không biết phải cái góc đó mà. Không biết góc này hay góc kia. Thấy ăn cũng được lắm. Nó vô cái trục lộ này thì xe nó sẽ bớt nha. Nè phía bên trái mình là trường tiểu học Phan Văn Kiêu. Ở trường học mà bây giờ thì lên lớp rồi. Phải đi sớm chút xíu nữa kìa thì mới nhìn nó mới nhộn nhịp hay. Nó gần trường học thì bạn thấy nó hay gặp bán bánh mì, bán xôi lắm. Hoặc là bán cháo rồi, mấy cái chỗ mà bán cho học sinh đâu có mà. Cái này mình đi vô khu vực chợ cũ rồi nha. Chợ thì nằm gần ở chỗ cầu đó. Nhưng mà khúc này nó cũng cái phía của chợ rồi. Có nhiều khi mình thấy đi lại khu vực chợ cũ mà mình thích hơn là cái khu vực chợ mới. Bây giờ bắt đầu người ta quét dọn nè, ta mở quán ra. Chỗ nào mà có bán quán đó là mà bạn thấy phía trước là sạch trơn à. Tại vì trước khi mở ra là người ta phải dọn dẹp cho sạch. Nó cái dãy này thì dọc bờ sông nha. Nhưng mà thấy đó, hàng quán thì rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì chỉ có chạy lại mấy cái chỗ mà bán rau cải, thịt cá thì nó mới đông thôi. Chứ còn mấy mặt hàng khác thì ít lắm. Cũng như cái dịp gần Tết nè, người ta hay mua đồ để người ta trang trí nhà cửa đồ. Mà năm nay mình thấy cũng ít nữa. Thậm chí là cái dịp gần Tết là hay thấy người ta sắm sửa quần áo rồi lắm. Nhưng mà buổi tối mình đi dọc dọc mấy cái chợ đêm mình thấy người ta đi cũng ít. Có bây giờ người ta có mua quần áo là người ta mua mấy cái đồ mà người ta sổ mà người ta đổ dọc đường người ta bán á. Mình thấy mấy cái chỗ đó thì lại chịu hơn á. Đó phía trước mặt mình đó là cầu Cây Lẫy nha. Còn đây mình sẽ về trái, mình chạy qua cái hướng bên đây. Lúc trước thì chợ nằm gần chỗ cầu đấy, bây giờ làm công viên rồi, chỗ đó gần như là không có buôn bán được gì nhiều hết á. Ở đây cũng có bán nữa nè. Nhưng mà ở đây thì nó giống như là chợ trời hơn. Các bạn thấy đa phần là ngồi chùm hổm. Có ngồi ghế nữa, nhưng mà thấy ngồi chùm hổm cũng nhiều lắm. Đó, người ta chỉ cần trải cái bao thôi, người ta dọn người ta bán.
nhiều khi là chuối hoặc là rau cải đồ ở nhà người ta ginh ra, còn không người ta lại chợ đầu mối người ta lấy về. Nhưng mà thường mình thấy trải thảm kiểu này là đồ ở nhà là nhiều hơn, chứ còn mà cái dạng đi chợ đầu mối để lấy về là phải có cái sạp nữa, bán nguyên ngày mới lấy vốn được. Còn đồ ở nhà nhiều khi người ta trải ra người ta bán hết người ta về đấy, với đồ của nhà mình mà muốn bán giá nào cũng được, miễn hết là được. Chứ còn mà đi lấy của chợ đầu mối thì bán phải đúng giá mới có lời được. Nó mấy cái quán cà phê nhỏ nhỏ bạn thấy nữa cũng được hai ba bàn, nhưng mà thấy thường thường chắc người quen không à, chứ tại những cái quán nhỏ nhỏ gì mình người lạ ít khi nào mình ghé lắm. Nè, mấy cái chỗ bán cá rồi bán cá bán rau rồi đó, mà bán rẻ thì người ta sẽ mua nhiều nha. Và thấy chỗ nào mà tụ tập đông đông á là thường là chỗ đó bán rẻ á, với cũng chất lượng cũng được nữa. Ừ, cái khúc này rất là đông luôn nè, ở năm rơm bên này trái cây. Mà đi chợ thì mình đi nha, thường thường chỗ nào mà người ta bán đắt á là gần như là người ta cứ người khách người mua đó họ cứ gom gom lại cho nó không à, còn chỗ nào mà ế là thôi là suốt luôn. Nó mặt hàng thì gần như là có đủ hết. À, nếu mà tính ra thì mình thích đi những cái chợ như vậy hơn nè. Chứ còn mà đi vô cái khu vực chợ mới như nãy vậy, quẹo vô nhà lòng chợ đi kiểu đó mình cũng không khoái lắm nữa. Đi vậy đó thì mấy bạn thích chỗ nào đó thì mấy bạn tấp xe cho mấy bạn mua thôi. Mặc dù là nhiều khi thì nó cũng hơi chậm trễ đâu. Chứ còn mà đi vô nhà lòng chợ thì phải gửi xe rồi đi đánh một cái vòng nữa. Mà lỡ mà gặp người quen đó mà đi ngang không mua cũng kỳ. Cũng như bữa nay tính mua thịt heo ăn đi, nhưng mà đi ngang bà bán cá, bà bán cá bà này bà ế quá bà này, nhiều khi cũng phải gán cứu bà ăn cái. Cứu bà ăn cái thì lúc đó đâu có mua thịt heo nữa, mua cả đống mà về ăn đâu có nổi. Có gì mình sẽ chạy ra một quốc lộ 1E nha. Mà thường mình thấy đi chợ là gặp cái trường hợp nó nhiều lắm. Còn bán ở ngoài lộ đó là nhiều khi người ta có bữa bán bữa không, hoặc là nay người ta chợ này mai người ta chợ kia cũng có nữa. Bởi vì nên thường là lạ không à. Thế còn vô sạp thì gặp người quen nhiều khi cũng mệt lắm. Cũng như người quen mà bữa nay người ta bán thịt cá nhìn cái màu không ngon, mà cái bà lạ lạ kế bên thì lại bán đồ ngon hơn, mà qua mua đâu có được đâu. Mua nhiều khi nếu mà quen thì bị mắng vốn nữa không chừng nữa. Ở phía trước mặt mình là cổng chào thị xã nha. Cái này nếu mà đi thẳng luôn cái hướng đi về chợ Long Khánh á, hoặc là đi ra cái chỗ đường tránh thị xã đó. Còn quẹo trái thì cái hướng đi về Mỹ Tho, quẹo phải thì cái hướng đi về Cái Bè hoặc là đi về Vĩnh Long đâu. Giờ mình sẽ quẹo phải nha, mình chạy lên ngay chỗ cái cầu Cai Lậy cũ. Hóa ra ngoài đường quốc lộ này xe dữ lắm, nhưng mà có điều lúc rài thì nó có cái tuyến đường tránh thị xã rồi nên xe bự người ta đi ngoài kia hết rồi. À, với khu vực thị xã này mình thấy nó nổi tiếng cái vụ lạc xưởng lắm nha. Các bạn đi lại gần cái chỗ trạm thu phí đó là khúc ngoài đó mình thấy người ta bán lạc xưởng quá trời luôn á. Bữa hôm mình đi hình như là có chỗ bán có 80 ngàn ký, có 100 ngàn cũng có, 100, 250, 200, nói chung là đủ giá hết. Mà lạc xưởng mà mình thấy bán có 80 ngàn ký thì không hiểu làm sao mà người ta có lời nữa. Tại giờ 1 ký thịt heo tươi nó cũng có khi 80 hoặc là 100 rồi. Mà cái này công cán làm rồi phơi khô nữa. Cũng nhiều khi mình thấy chà bông vậy đó, chà bông mà bán có 70, 80 mà cũng chả hiểu nữa. Mà thường mình thấy rẻ quá mình cũng không dám mua. Ở phía trước mặt mình đó là cầu Cai Lậy mới nha. Cái này mình sẽ quẹo phải cái. Mình chạy bọc qua công viên, mình vòng qua cái cầu cũ nằm hướng bên trái nè, nằm sát bên luôn. Ở đây thì giờ làm công viên rồi. Ở chỗ này thì giờ gần như là không có buôn bán gì hết. Nhưng mà mình thấy thỉnh thoảng người ta cũng bán nữa.
làm như là bán rồi đuổi rồi phải chạy hay sao á. Ngay chỗ ở dưới chân cầu nè. Ở đây có để bạn cho thuê nhà đâu nữa nè. Ở đây có cái tượng đài nữa. Nó công viên này sát cầu, sát bờ sông luôn nha. Nó công viên thì khá là bự luôn. Nó thường thường thì mình thấy đi quốc lộ 1A thì người ta hay đi cầu mới lắm. Ở đây đi cầu cũ, cầu cũ thì mình thấy gần như là dân trong vùng người ta mới đi không à. Ở đây là sông Ba Rài nha. Đó, đi lên sông này mấy bạn hay gặp ghe tàu rồi người ta chở lúa lắm. Đó, ở đây có một số người ta còn bán nè. Nó bờ sông thì giờ cũng làm bờ kè rồi. Bây giờ ghe tàu mà muốn đậu thì cũng leo lên cũng hơi khó nữa. Mà bây giờ thì nhìn xuống sông thì ít lắm. Đa phần là chở lúa gạo thôi mà. Mà thấy là nhiều người ta đi chợ ta cũng ghé đây nữa nha. Là phía bên phải mình là đình Ban Lãnh. Nếu mình vòng ở đây mình mới leo lên được cây cầu được. Cái đường nó hơi vòng vo. Rồi sát bên có cái chùa nữa nè. Nói cầu thì cũng lâu đời lắm rồi nha. Cái kiến trúc nó cũng cổ nữa. Bây giờ thì đa phần là làm cầu bự hết trơn à. Chứ mình thấy nhiều cái cầu cổ cổ nè. Giờ người ta đập bỏ. Rồi sao cây này còn để lại. Mà thấy chạy cũng còn ngon lắm. Bây giờ mà kiếm mấy cái cầu cổ này nhiều khi cũng hơi khó nữa. Đó, đa phần xe gắn máy đi qua không nha. Đó, nếu mà tính ra mình thích cái kiểu cầu này hơn là cái kiểu cầu bự bên phải á. Nó có hành lang cho người đi bộ nữa nè. Nó phải chi mà cái cầu bên phải mình nó xây cất mới nhưng mà nó phục chế là y chang như là cái cầu cũ á. Mình thấy nhiều khi vậy chạy sẽ hấp dẫn hơn á. Chứ bây giờ thì ra đường mình thấy cầu nào cũng giống cầu nào, gần như là ít khi nào mà có thấy cầu nào mà có đặc trưng riêng á. Vẫn có cầu đặc trưng nhưng mà rất hiếm, chắc 100 cây chắc được 1-2 cây à. Còn bình thường nó có một kiểu bên phải mình là làm tới thôi. Rồi clip mình kết thúc tại đây. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn lại các bạn trong clip khác.